bí quyết để giúp cho bà con quản lý mũi hành để bảo vệ những cái chòi hữu hiệu và bảo vệ năng suất cuối vụ của bà con nông dân, thì mời bà con cùng Hiếu tìm hiểu trong video này. Kênh của Hiếu là kênh chia sẻ về kiến thức cũng như kỹ thuật nông nghiệp và cũng là nơi cung cấp thuốc bảo vệ thực vật dành cho bà con. Như bà con biết, mũi hành thì là một cái đối tượng nó gây hại, thì nó tương đối là dễ trị, nhưng mà để mà quản lý tốt nó thì bà con lưu ý những điểm như sau. Cái điểm thứ nhất đó là cái thời điểm gây hại, thì thời điểm gây hại mà chủ yếu của nó là ở cái giai đoạn lúa đẻ nhánh, tức là lúa nó khoảng 15 tới 25 ngày. Đó là giai đoạn, đó là giai đoạn chủ yếu. Và cái thời điểm mà nó sinh sôi và nó đẻ trứng thì nó ở cái thời điểm mà trăng sáng. Đó. Chính vì vậy thì nếu mà lúa của bà con nằm trong cái khoảng mà trăng sáng, tức là từ 12, 15 trở lên á, rồi cây lúa mình đang ở trong giai đoạn đẻ nhánh, tức là khoảng từ 15 tới 25 ngày, thì lúc đó bà con cần sử dụng những cái sản phẩm để quản lý mũi hành ở trong giai đoạn này. Đó. Bởi vì cái con mũi hành đó, thì khi mà nó đẻ trứng ở trên lá và cái con trứng, cái quả trứng đó, nó nở ra, thì nó sẽ bắt đầu nó chui vào trong thân và nó gây hại. Và nếu mà bà con không đưa thuốc kịp thời thì con mũi hành nó sẽ ăn ở trong cái thân đó, rồi cái thân nó sẽ bị xe đọt, và lúc đó xem như bà con mất một cái chòi hữu hiệu. Và một cái chòi hữu hiệu thì sẽ mất luôn cả một cái bông đó, giảm năng suất nha mọi người, bởi vì năng suất phụ thuộc vào cái số bông trên cùng một đơn vị diện tích đó, tức là những cái chòi hữu hiệu. Rồi còn cái sản phẩm mà Hiếu hay đưa cho bà con sử dụng á mọi người, đó, thì nó rất là nhiều dòng, nhưng mà cái bộ sản phẩm này á thì đây mọi người, Thành Công cộng với Thấm Sâu 30 giây của công ty An Phát Nông. Cái bộ sản phẩm này thì bà con sử dụng cho Hiếu là 8.000 mét vuông, Hiếu đưa cho bà con sử dụng là 8 tới 10 bình 25 lít. Rồi còn ở cái giai đoạn này á thì đó là cái giai đoạn đã nhánh. Đó, chính vì vậy thì bà con cần phải đưa những cái sản phẩm mà giúp cho cái quá trình nó đẻ nhánh nó hiệu quả đó, để nó mình gia tăng cái số chòi hữu hiệu đó. Thì Hiếu sẽ phối thêm cho bà con là một cái sản phẩm là Aligon 620. Cái này thì nó là lân hữu hiệu hai chiều. Khi bà con sử dụng cái sản phẩm lân hữu hiệu hai chiều thì nó sẽ giúp cho cái cây lúa của mình ra rễ nhiều, đẻ nhánh sớm, và ngoài ra thì nó còn quản lý luôn cả cái bú rễ đó mọi người. Cái bộ sản phẩm này Hiếu luôn có sẵn, nếu bà con cần thì cứ nhắn Hiếu. Rồi, chào bà con.